hiệu ứng chú vịt con cách chơi chứng khoán giỏi trong một tháng chúng ta có bao giờ để ý thấy người ta yêu đầu tiên đáng yêu hơn những người bạn yêu sau đối với những người trung niên ca sĩ diễn viên hồi xưa hay hơn ca sĩ diễn viên bây giờ tuy nhiên đối với thế hệ trẻ thị ngược lại ai mà tiếp xúc với bóng đá những thập niên trước thì những trận bóng hồi xưa tấn công đẹp mắt rực lửa hơn nhưng ai mà mới tiếp xúc đến bóng đá thời nay thì sẽ thấy giờ thi đấu kỷ luật Khoa học còn trước đây đá lộn xộn, tổ chức kém, có thể thực tế diễn ra có phần nào đó đúng đi nữa thì điều quan trọng hơn là yếu tố tâm lý, hiệu ứng tâm lý này được gọi là hiệu ứng chú vịt con, khi chú vịt con nở, nó được lập trình là nhìn cái gì chuyển động đầu tiên là mẹ của nó. Dù là chú gà hay con người, miễn là khi chúng ta xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định ta là mẹ nó, ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên trải nghiệm đầu tiên những cảm xúc đầu tiên là đẹp nhất chuẩn nhất hoàn hảo nhất trong xã hội hiệu ứng chú vịt con cũng được thể hiện bởi người lớn sẽ thường thấy giới trẻ ngày nay đua đòi xấu tính ăn mặc lố lăng lười biếng ăn nói sỗ sàng trong khi những cô gái chàng trai hồi xưa chăm chỉ tháo vắt nết na thùy mị còn đối với thế hệ trẻ mới thì thấy họ sành điệu phóng khoáng ước mơ lớn can trường làm được chơi được xinh đẹp, còn thấy thời trai trẻ của bố mẹ thì quê mùa, chỉ chịu đựng, tẻ nhạt, chẳng dám sống thật với bản thân. Hiệu ứng chú vịt con đặt ra vấn đề là chúng ta khó khăn trong chấp nhận sự thay đổi, để đón nhận những làn gió mới mẻ dù nó khoa học hơn, đúng đắn hơn. Với một điểm mốc chuẩn là ta tiếp xúc đầu tiên, cái này cực kỳ khó quên. Nó đặt ra cái sinh sau đẻ muộn phải thực sự nổi bậc hơn mới có thể đánh đổ được bức tường hiệu ứng chú vịt con. Tất nhiên chúng ta nếu biết cách khai thác hiệu ứng này, chúng ta sẽ có con đường dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu, nếu chúng ta cho con chúng ta tiếp xúc ngoại ngữ ngay từ nhỏ, chúng sẽ dễ dàng thích học tiếng Anh hơn, nếu chúng ta cho con tiếp xúc với một môn thể thao như võ, bơi ngay từ nhỏ, chúng sẽ dễ dàng đánh giá cao và thích môn đó hơn mấy môn điện tử, khi áp dụng thị trường chứng khoán, điều này rất thú vị. Tại sao số đông mãi mãi thua, 100 người chơi thì đến 95 người thua lỗ? Mặc dù phần thưởng cho người chiến thắng thì rất hấp dẫn, Chứng khoán không đòi hỏi nhiều rằng bạn phải có bằng thạc sĩ, nó cũng không ngại bạn là dân kỹ thuật đâu. Rõ ràng, xuất phát điểm và sẽ có thể kiếm tiền lớn và hạn chế thua lỗ, bạn được đi đường thẳng. Nhưng bất lợi là bạn không biết thế nào là đúng khoa học và chuẩn nhất, một nhà đầu tư bình thường có xu hướng lên Google đọc vào các group chứng khoán tìm hiểu. Theo bạn thì với một người mới bạn sẽ dính vào bên nào 95% thua lỗ hay 5% thắng lợi? Nếu bạn là người khách quan, thì khả năng đến 95% bạn sẽ là người thua lỗ như số đông, hãy suy nghĩ khác đi. Hãy đúng ngay từ khi mới bắt đầu, làm thế nào để biết đúng ngay từ đầu, xưa nước Nhật cũng chỉ là nước phong kiến lạc hậu. Rất may có thiên hoàng minh trị, một cải cách lớn đã xảy ra. Ông học hỏi, bạn nghĩ gì khi một quốc gia copy nguyên bộ sách giáo khoa của quốc gia khác? Trừ môn địa lý, mà cũng không xong, một đất nước còn thay đổi được, huống hồ là một cá nhân bạn hoàn toàn có thể trở thành nhà đầu tư thành công trong cuộc sống ở góc độ tâm lý ai cũng cho mình đúng và ngay cả người viết này cũng dễ phát sinh tâm lý như vậy nhưng đó lại là vấn đề lớn của chúng ta để tiến đến thành công và hạnh phúc bởi cái gì càng hình thành lâu trong não của ta ta càng tin nó đúng dù nó sai đến mức độ nào đi nữa khi đó là gọi là thành kiến chứng thực điều này khiến người trẻ dễ chấp nhận cái mới và dễ học hơn người lớn tuổi bởi cái gì mọc dễ rồi thì khó đào lên mà thay mới. Đó cũng là một lý do lớn để các công ty lớn tuyển mấy em học lực tốt mới ra trường thường là một năm trở lại để làm thực tập viên tiềm năng để làm cán bộ nguồn, hay xếp mà không tuyển những người kinh nghiệm hơn, suy cho cùng, con người cũng chỉ là chú vịt con. Đã vào não rồi thì rất khó ra. Cho nên, sai một ly, đi một dặm. Đúng một tí kiếm tiền tỷ, trí não của con người hoạt động rất giống cái trứng trong bụng khi một tinh trùng xâm nhập vào một quả trứng trứng sẽ có một cơ chế tự động ngăn cản bất kỳ con tinh trùng nào khác xâm nhập vào nó trí não của con người đặc biệt hướng đến kết quả ở dạng tương tự và vì thế con người thường tích lũy phần lớn các kết luận và những thái độ cư xử cố định mà không thường xuyên xem xét lại hoặc thay đổi chúng ngay cả khi có đầy những bằng chứng hợp lý cho thấy chúng là sai Trích từ Munger, Sally Almanac, nỗ lực là điều tốt nhưng lựa chọn là còn quan trọng hơn rất nhiều, thế khó của người nhà đầu tư lâu năm, một nhà đầu tư bình thường đã đầu tư và tìm hiểu chứng khoán trước một, hai năm, thì khi đó sẽ học tốt hơn, thật thế ư, thực tế bản thân là người giảng dạy về đầu tư và những nghiên cứu đọc được, mình cảm giác sợ hãi hơn, nếu họ nói 5 năm hay 10 năm, thì mình lại nghĩ ca này khó à nghen. Càng lâu năm, khi hệ thống đầu tư sai càng bén dễ giống như ung thư giai đoạn cuối càng khó chữa, Buffett từng chia sẻ đại ý, trong đầu tư, bạn có thể hiểu ngay để trở nên thành công trong 5 phút, nhưng chẳng ai chịu thay đổi dù bạn thua khi đã đầu tư 10 năm, thà hướng dẫn một người không biết gì, mình thấy khả năng thành công của người đó cao hơn những người biết cả tỷ thứ mà thực tế chẳng biết thứ gì hết. Đó gọi là ảo tưởng sự hiểu biết, khi một thứ đã bén dễ trong đầu rồi, thành lỗi tư duy. Thành kiến chứng thực thì trí não của con người hoạt động rất giống cái trứng trong bụng khi một tinh trùng xâm nhập vào một quả trứng trứng sẽ có một cơ chế tự động ngăn cản bất kỳ con tinh trùng nào khác xâm nhập vào nó dường như khả năng tiếp nhận của họ rất thấp đặc biệt khi ứng dụng hãy tưởng tượng một thói quen khi bạn đã quen với việc hút thuốc lá thì bỏ nó không hề dễ khi đã ghiện việc lên facebook thì việc cai nó không hề dễ bản chất khi đã nghiện nó cũng chẳng khác mấy so với ma túy hệ thống tư duy của con người cũng không khác mấy một khi hệ thống tư duy ấy thành thói quen rất khó để thay đổi đối với người quá cũ bài học số một luôn là hãy quên những gì bạn biết trước đây đi bởi nó là tập hợp lẫn lộn những thứ bạn nghĩ là đúng nhưng chỉ cần một ít điều sai trong hệ thống là bạn sẽ không hoạt động được một ô tô nếu thiếu một chiếc bánh liệu có là chiếc xe an toàn còn suy nghĩ mạnh hơn để bạn liên tưởng có một cục cứt gà được trộn trong chén cơm cơm nhiều hơn đấy, liệu bạn có ăn chén đó. Xin lỗi bạn, khi những người lâu năm tôi hay nói họ nói về điều đó giúp cho học viên dễ liên tưởng và nhanh quên đi hệ thống sai lầm, bởi họ tìm đến mình thì do phương pháp họ không hiệu quả như đúng bản chất của nó, nên một người chơi khá lâu và không thành công. Điều đáng khuyên nhất là nếu họ không xóa được quá khứ, hãy ra khỏi ngành chứng khoán. Nếu được đánh cược, mình sẽ đánh cược vào vế 2, tất nhiên ở vấn đề xác suất đó là một phần lý do, thực tập sinh tiềm năng để xây dựng đội ngũ cốt cán yêu cầu sinh viên mới ra trường hoặc dưới 1-2 năm kinh nghiệm. Bởi khi cách làm việc tư duy thành văn hóa thì sẽ duy trì tốt và khó sửa đổi. Trong doanh nghiệp ta đã từng nghe cụm từ văn hóa doanh nghiệp tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, chỉ cần mở một cánh cửa ra. Tức là bạn lựa chọn điều gì? thì cuộc đời sẽ nở hoa hay cuộc sống bế tắc Peter Lin, một trong ba nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20, đã chia sẻ đầu tư chỉ là môn toán lớp 4. Đó đúng là bản chất về chứng khoán, và tất cả chỉ có thế, nếu bạn tự mò, bạn cũng có thể thành công, nhưng khả năng bạn thành công chỉ dưới 5%. Rõ ràng đây là phương án rất rủi ro, và chưa kể tốn thời gian chứng khoán và bạn có thể mãi mãi không liên đới nhau vậy làm thế nào để đầu tư đúng ngay từ đầu bạn hãy tưởng tượng bạn có một phương pháp đầu tư đúng khoa học chỉnh chu bạn sẽ được tiếp cận phương pháp đúng khoa học sẽ khó hơn muôn phần chứng khoán là đầu tư đầu tư cho khóa học đúng khoa học là khởi đầu tuyệt vời trong đầu tư chứng khoán rồi đấy hãy khai thác hiệu ứng chú vịt con ngay bây giờ lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công